Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, viêm họng, ho nhiều, đau họng luôn khiến cho người bệnh gặp phải nhiều cản trở trong công việc cũng như cuộc sống. Chính vì vậy, việc khắc phục và xử lý căn bệnh này rất quan trọng và cần thiết. Mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm cách phòng ngừa những chứng bệnh trên. Nguyên nhân gây viêm họng, ho nhiều, đau họng. Khi niêm mạc của hầu họng bị vi khuẩn virus tấn công, người bệnh sẽ bị đau rát cổ họng và viêm họng. Tùy thuộc vào mức độ viêm nhiễm mà bệnh được chia làm hai dạng, đó là viêm họng mãn tính và viêm họng cấp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này phải kể đến như do virus, vi khuẩn, một số loại virus như virus đường thở, rhino sởi hay các loại vi khuẩn như phế cầu, liên cầu gây nên tình trạng viêm họng, ho nhiều và đau họng ở người bệnh. Do sự thay đổi thời tiết, nhiệt độ thời tiết thay đổi đột ngột và bất ngờ tạo điều kiện cho các loại virus, vi khuẩn xâm nhập và gây nên tình trạng viêm nhiễm. Sử dụng chất kích thích, các chất kích thích và đồ uống có cồn sẽ làm tổn thương niêm mạc họng và gây nên những cơn đau vùng cổ họng. Căng cơ trong cổ họng, nếu bạn liên tục nói to và kéo dài trong vòng nhiều giờ, các cơ ở cổ họng sẽ bị căng và gây viêm họng. Trào ngược dạ dày thực quản, khi axit dạ dày tràn vào thực quản sẽ gây nên tình trạng rát họng, ở chua và viêm nhiễm vùng họng. Do các bệnh lý khác, viêm loét dạ dày, viêm phế quản, viêm mũi, viêm xoang. Sử dụng các loại thuốc để đẩy lùi viêm họng, ho nhiều. Nhiều người thường tìm đến các loại thuốc, trong đó 3 loại thuốc được dùng phổ biến, đó là thuốc kháng sinh, amoxicillin, cefalexin, penicillin giúp diệt vi khuẩn, tiêu viêm. Thuốc giảm đau hạ sốt, vitamin C kết hợp với paracetamol, thuốc kháng viêm, betamethasone, prednisolone, thuốc chống dị ứng và trào ngược dạ dày, dung dịch xúc họng. Chữa viêm họng, ho nhiều, đau họng bằng mật ong. Trong mật ong có rất nhiều các hoạt chất giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa như vitamin C, pinocembrin, tricin, pinobaskin. Bạn có thể sử dụng mật ong để hòa vào nước ấm để sử dụng hoặc cũng có thể kết hợp với các nguyên liệu khác để tăng hiệu quả. Pha một cốc nước chanh ấm rồi cho một vài thìa mật ong khuấy đều lên và sử dụng hàng ngày. Buổi sáng là thời điểm thích hợp để bạn sử dụng loại nước này. Chữa viêm họng, ho nhiều, đau họng bằng gừng. Gừng là gia vị quen thuộc có công dụng hỗ trợ trị đau họng, viêm họng. Gừng có tính ấm, vị cay, giúp kháng viêm, bổ phế rất hiệu quả. Mặc dù vậy, chữa đau họng, viêm họng bằng gừng không phù hợp với đối tượng là trẻ em dưới 13 tuổi. Bạn có thể tham khảo những cách đẩy lùi viêm họng, ho nhiều, đau họng qua những cách làm sau. Gừng sau khi rửa sạch và thái thành từng lát mỏng thì cho vào cốc nước ấm. Sau đó bạn đợi khoảng vài phút để các hóa chất trong gừng tan ra. Thêm đường phèn, chanh tươi và hòa tan hỗn hợp. Sử dụng thường xuyên và liên tục, bạn sẽ thấy tình trạng bệnh được cải thiện đáng kể. Cách phòng ngừa viêm họng, ho nhiều, đau họng. Sát khuẩn cổ họng bằng nước muối. Nước muối có tác dụng sát khuẩn rất tốt, chính vì vậy, để phòng ngừa viêm họng, ho nhiều, bạn nên sử dụng nước muối mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng các loại muối sạch đã được tinh chế và không nên pha nước muối quá mặn bởi sẽ làm tổn thương đến vòm họng. Uống nhiều nước. Nước là thành phần không thể thiếu đối với sự sống của con người và có rất nhiều tác dụng tốt. Khi bạn uống nhiều nước, đặc biệt là nước ấm, cổ họng sẽ được xoa dịu và nhanh chóng làm dịu các cơn đau do viêm họng gây ra. Thực hiện lối sống lành mạnh, người bị viêm họng, ho nhiều, đau họng nên thường xuyên đánh răng 2 lần trên ngày. Nếu không duy trì việc đánh răng thường xuyên, các loại vi khuẩn sẽ sinh sôi trong khoang miệng và khiến cho vùng cổ họng bị viêm và đau. Nếu phải làm việc trong điều kiện môi trường bị ô nhiễm, bạn cần phải đeo khẩu trang để đường hô hấp không phải chịu tác nhân xấu từ các chất độc hại cũng như khói bụi. Ngoài ra, việc đeo khẩu trang sẽ hạn chế được những yếu tố gây dị ứng như lông của động vật, phấn hoa. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc chiến chống COVID-19 làm gì khi hệ miễn dịch bị suy giảm? Đó là chủ đề trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.